Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mấy em tôi sẽ có tí biên tí động. Nhưng mà tôi sẽ solo với cả Hiếu Du Ảnh. Thì tôi cũng từ có tí biên rồi. Thì hiện tại là Hiếu đang chấp tôi là 3 bóng. Chấp 8 bóng. 8 bóng là 3 bóng. 3 bóng. Chấp 3 xét 2 thắng 2 là chiến thắng nhá. Chiến thắng là chú đít. Ok thôi các bạn nhá, bảo nhận chiến luôn. Chiến 2 bóng hả? Ờ, bạn thích cứ với 3 nhận bóng được. Thì bây giờ thôi. Ông khóa trước, ông khóa trước. Ông khóa trước nhá. Ok. Hiếu chấp tôi là 2 bóng. 3 bóng. 3 bóng nhá. Rồi. Được, tôi có tí rượu rồi. Rồi các bạn này, Vinh nếu mà Vinh mà không say thì tôi chấp 4 bóng, nhưng Vinh say tôi chỉ chấp 3 bóng thôi nhá các bạn nhá. Thì nó nhiều, bây giờ tôi vào trận chiến. Okay. 3 bóng nhá. À, người ta khai là phải chú ý là 2 bóng người ta người khác nhá. Mình bây giờ tại đây là mình phải chất chiêu các bạn. Anh à, mình bắt đầu anh thẳng rồi. Mình thẳng lắm, khỏe lắm. Đéo bình thường, bạn anh có 7 cái gì nữa. Còn 7 cái gì nữa. 9 cái gì nữa. 10. Bây giờ thiếu là... Đấy. Thiếu bây giờ mình đi. Nếu bây giờ mình bắn này. Xong rồi. Cho cái gì? Còn 2 bóng rồi. Tôi khả năng tôi thua các bạn. Tôi tin chắc tôi thua. Đúng. Hiếu trọng nét lắm ạ. Bóng rồi. 3 bóng rồi. Bạn 3 bóng rồi. 4 bóng rồi. Nhà anh tôi mà. Khả năng tôi vừa hai bán tôi cũng thua rồi ạ. Là chú đến 2 bóng đấy các bạn nhá. Hôm 15 này đâu sợ mình thua luôn. Thua luôn này, thua nào? Bạn đây được 8 bóng rồi mà thua. 8, 10, 11 bóng thì ra tôi 4-0. Thế là thế tôi ăn 15 này. 15 không tay đâu. Không tay ạ. Ăn 4 đi. Thế là một tay là bị mặn. Cầm cơ phá là chẳng. Bạn phải biết âm chất. Bạn chấp quán đi ra mà. Anh Vinh thay cơ đi, thay cái đi. Thay cơ đi, cơ đấy cơ phá mà. Vinh chỉ cần ăn 5 bóng là thắng. Cơ 4 bóng. Ui anh thì thay cơ đi. Bây giờ tôi sẽ thay cơ nhá. Thiếu là 5 bóng rồi nhá. Thiếu 5 bóng rồi. Đúng. Thì mà sau rồi chấp định 4 bóng. Thắng đi. Rồi. Mình xin biết 6 bóng. 6 bóng. Rồi, à, rồi 7 bóng. Ăn 2 luôn, thắng luôn. Thắng luôn đi. Thua các bạn, thua. Một bóng thôi, thắng nhá. Một bóng thôi, thắng rồi bạn. Và sau tôi sẽ bị 4 bóng. Rồi. Úi giời, tí ăn. Thua rồi mà. Thua chưa? Thua rồi, thua rồi. Thứ hai rồi. Thua rồi, thua rồi. Bao nhiêu tốt bán luôn này. Đúng mạnh. Tốt bán đi. Tốt bán. Rồi. Ghê tôi thua rồi các bạn nhá. Tốt đi. Thế mà tôi tốt bán rồi. Thế. Thôi. Các bạn này. Hiếu ơi thắng tôi một bán nhá. Bây giờ nếu mà tôi mà thua nữa là tôi thua Hiếu 2 bán nhá các bạn nhá. Chấp mình 4 bán nhá các bạn nhá. Rồi ok. Rồi bạn phá đi. Rồi phá. Rồi. Chấp mình 4 bán luôn. Bây giờ là... Hiện tại bây giờ là Hiếu cho tôi 4 bóng nhá. Ok. Nó nắm tôi không chẳng bị ăn. Bán thứ 2 nhá, cho tôi 4 bóng nhá. Bán thứ 2 ra nhá. Hiếu cho tôi 4 bóng nhá các bạn nhá. Riêng Hiếu cho tôi 4 bóng. Riêng Hiếu mà cho tôi 4 bóng thì khả năng là Hiếu thua rồi. Sang bán 3 rồi. 7 nhá.
đi vừa để xăng ba bóng nữa đấy. Ui ơi, chăm đầm rồi, các bạn chăm đầm rồi. Các bạn ơi, còn một bóng nữa thôi. Mình ăn 5 bóng nữa rồi. Ăn xuân à? Ăn xuân rồi. Thế có ăn xuân còn nào ạ? Ăn xuân như này thì nào cũng có anh. Anh làm cùng. Ôi, cái ăn gì đó. Tốt. Đừng cua. Ui dồi, đi cua. Thiếu, hơi đông đó. Thôi ăn đi cua. Ăn cái bài. Tôi lại bốn bóng thôi. Hoàn hết. Kéo bỏ rồi. Đấy, còn hai kìa. Tôi lại bóng ăn được 14 thắng luôn. Thắng luôn đi. Ăn được 14 thắng luôn. Giật cái này cái gì thế? Giật cái làm gì? Ê, bắt cái gì? Xe ăn. Cắt xe xếp 4 rồi. Cắt đi. Đố gì? Cắt đi đâu đấy? Giật cái qua đây, giật cái chứ. Rồi, ok nhá. Xong chưa? Có xong đi. Xong. Xong đi. Đúng. Đúng luôn. Đúng luôn đi. Đúng luôn hả? Không giảm đâu. Vẫn vẫn phải cắt đấy. Đến nay. Đúng. Đúng vinh mình đi. Ồ. Kéo ăn được này. Kéo ăn được này. Các bạn này thấy tôi không ăn được này. Tôi ăn con chí đi. Làm quá trời. Để đi bạn ăn gần hết đấy, bạn ăn gần hết bàn, tôi chỉ còn một phần thôi. Mười bốn luôn, mười bốn nhân đạt chí, tốt. Đừng tránh thế, tôi đừng chửi bậy này. Sao thắng được? Đừng chửi bậy, thật thế luôn đừng chửi bậy. Ô, thế mình ăn một hai con nữa thắng bây giờ. Ừ. Ui, ký xong rồi kìa. Ký đầu sàn rồi xong. Rồi, ok. Xong chưa? Xong đi. Xong rồi xong luôn đi. Ôi, ui, cái này, các bạn này.
tôi xong rồi các bạn. Rồi, okay. Đấy, tôi xong thôi. Bạn thứ hai là Vinh thắng nha các bạn nhá. Bạn thứ hai tôi xong nhá. Bạn thứ ba. Bạn quyết định nhá các bạn nhá. Bạn thứ Vinh muốn máu. Các bạn sang bạn thứ ba nhá. Bạn thứ Vinh 4 nha các bạn nhá. Cậu ấy mình nhớ. Nhớ vẫn cho tổ 4 nha các bạn nhá. Muốn ăn được hả? Kết thúc sớm thì gì đây? Tốt. Anh thích anh sắp thế. Xong luôn. Giật luôn 8 giật lại luôn. Ra. Rồi 1 kìa, thẳng tắp. Tắp còn gì nữa. Túi nào. Cái này bên kia nào lại sơn. Ui. Ôi anh ơi. Chưa thắng các bạn. Hai cái nữa. Thế. Kết cả nhá. Xong rồi. Không chưa? Chưa, còn con nữa. Chưa, mà mua cái gì á? Bên nào đó. Kết cả con đấy gì ạ? Vui đừng ăn xuân. Cho này tôi vẫn chưa thắng ạ. Chưa thắng rồi. Tốt. Rồi, sát rồi. Ăn đi, không? Tốt. Đừng bị lỗ. Mình một bóng nữa. Một bóng nữa thôi. Hai bốn mình ba bóng nữa rồi. Ăn của ai đây? Ăn kìa. Không ăn, chui. Không ăn. Đây. Tốt. Con thua thì khả năng mình thua rồi các bạn. Đứa con thua con nữa. Tốt. Khả năng mình thua rồi các bạn. Mình cứ chủ quan quá các bạn. Không chưa? Được. 4 con thắng. Đây là nó chú ý được các bạn. Chưa? Không rồi, bây giờ cắt nút. Cắt nút đi. Cắt nút cái này là thắng gì? Anh thua rồi. À thua rồi gì? Ờ. Rồi các bạn. Chấp 4 bóng mà bây giờ tôi vẫn thua các bạn ạ. Thì hiện tại bây giờ bạn tôi sẽ chịu một bàn nhá. Chui 2 bóng nhá các bạn nhá. Vâng, Vinh sẽ chui tôi các bạn ạ. Đẹp thế bây giờ. Thầy miền chui là phải đâu. Các bạn em thì chui nó một thế. Đèn kê bây giờ chắc 4 bóng con thua các bạn. Một cây nó cũng thắng được. 2 vòng đúng không? 2 vòng. 4 vòng nhá. Ừ. Rồi ok các bạn nhá. Ừ bây giờ tôi lại là các bạn nào mà thấy video này của tôi mà thú vị mà hay thì hãy cho anh em tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký và ủng hộ kênh của anh em tôi. Rồi chắc ok, xin chào các bạn nhá.